Thương mại Bạch Lan xin kính chào quý khách. Công ty chuyên sản xuất nước giặt, nước xả, nước xả. Cái tôm luộc sẵn nữa nè. Nó làm bộ tâm sơn luôn hả? Bộ tâm sơn nè, có thịt luộc nè. Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn trong cũng như ngoài nước. Nay ngày vía thần tài thì ở chợ này bán cá lóc nè, bông hoa, các đồ cúng vía trong thần tài là nhộn nhịp. Bà con đi chợ hôm nay là vui lắm luôn. Trên con đường Hoàng Ngọc Phách này cả nhà xem nè, bông vạn thọ rồi giấy tiền vàng mã, cá lóc, người đi chợ thì tấp nập. Giờ này là 7:15 sáng. Đây tiếp theo cá lóc đây, cá lóc nướng. Bảy chục, tám chục, sáu chục con nữa. Đây cả nhà xem cá lóc. Cả nhà ơi nè, cá lóc, tôm, thịt. Ta luộc sẵn, cái trứng luộc sẵn luôn. Tôm, cá hôm nay nhiều lắm luôn. Cái gì xem bên ngoài nè, đông vui quá luôn rồi nè. À, tôm có nè, con tôm bự bự không anh nhé? Có anh nói tôm bự bự không hả? Tiện quá ha. Con giữ nhiêu em? Một con tôm như 30.000. Nguyên chọn bộ. Như chọn bộ tâm sơn thì nhiêu hả? Chọn bộ tâm sơn thì bao nhiêu tiền? Đây bộ tâm sơn như vậy là 75.000. Có cục thịt luộc, con tôm, cái trứng. Cá lóc với bộ tôm sơn có đủ hết nè. Giấy tiền vàng mã. Thổi vàng được, vàng quá chừng luôn rồi. Cá lóc nó có nhiều giá, con bự con nhỏ, vài chục, 100 mấy con cũng có. Xôi, chè, hơi bánh trái đồ quá chừng rồi. Trái cày, đi dài trên con đường này cá lóc bán nhiều lắm luôn. Đây chỗ bán nè. Hôm nay là bà con đi chợ sớm hơn ngày thường. Xôi, chè. Xôi chè bán cũng đắt quá ha. Xôi bò nè, thấy ngon quá. Cái cà chè đó nè. Hôm nay bán được không cô? Hôm nay là uống tết rồi. Bán em một hộp gì được ha? Một hộp bao nhiêu hả chị? Một hộp chè đi 15.000. Đã vô sẵn vậy nè.
khoảng hộp 15-15. Chè trôi nước nữa. Có chè bụng rồi, hết rồi. Hết rồi, bán đắt dễ sợ luôn á. Hôm nay là bán ok luôn vậy đó. Bông hoa, trái cây. Trái cây đẹp đẹp không hả? Trái cây quá chừng luôn rồi. Tùy theo giá, con lớn con nhỏ, 60-70, cả 100 ngàn cũng có. Nhưng mà hôm nay là giá cá như vậy là cũng khá là mềm. Ôi trời ơi, trái cây, cái nhà xem là quá chừng trái cây gì mà. Wow. Cả nhà, đây là cái con đường Nguyễn Sơn. Cái con đường này nằm ở sau lưng chợ luôn á. Đường Nguyễn Sơn này, cái hẻm Nguyễn Sơn rồi tới mới đi tới cái hẻm Lê Đại. Dạ đó. Phải đi dần nữa trước nè. Hôm nay rau cải trái cây rồi bán nhộn nhịp. Hôm nay là ngày đông, mọi người đi chợ đông hơn ngày thường. Sữa mận cầu, ôi ngon quá. Có người cúng tôm nè, bộ tam sên, tôm với thịt với trứng. Có người thì mua cá lóc rồi cúng. Bên giờ tôm, hôm nay bán chạy. Tôm thì giá nó hơi cao á. Kể cả thịt heo nè, thịt heo hôm nay bán cũng đắt nữa. Và đây ngay có một chỗ bán cá lóc là nhỏ nhỏ. Cá lóc nướng còn 70. Còn 70 thì nó cũng hơi nhỏ nhỏ nhỏ. Con 5 con. Con làm có 10 kg không cô, còn 5 kg giờ có 5 kg. Chuối, cao, xì xiên, đu đủ. Rồi trái cây phong hoa hôm nay bán nhiều lắm luôn. Mấy ngày này mọi người đi chợ là thấy vui lắm. Anh này bán bông quá chừng ha. À, bông cúc hả? Chiếu 10 ngàn với 25. 25 ngàn. Đẹp, 25 ngàn. Thôi cái bên kia 10 ngàn, không có lưới, còn bên đây có lưới, mắc hơn. 25 ngàn đó. Rồi một bó chỉ có 25 ngàn thôi. Rau cải hôm nay là bán chạy quá chừng luôn rồi ha. Ôi trời. Ôi trời, nghe cái đoạn này bây giờ đã đông người quá mọi người. Cái nhà ơi. Có các lưỡi khô này nè. Này.
Ở cả nhà ở đây có một cái con hẻm đi qua đường Lê Đại nè. Dọn dẹp ghê ha, chỗ nào thì thấy cũng đông người hết chứ. Nhãn hạt tiêu 25 ngàn đồng ký. Ôi trời. Dường như bữa nay tập trung vào rau cải với lại hàng cá lóc hả? Với thịt là bán hình như là chạy hơn mấy mặt hàng khác ha. Có đồ cúng thế này. Cái đoạn này đông người quá. Mắm châu đốc quê miền Tây này. Cơm mắm châu đốc có miền Tây nữa nha. Mắm châu đốc bán giá gốc luôn. Mời vô. Thằng rau nè cả nhà. Rồi ở bên đây ở chỗ này đông 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 người cả nhà, ví dụ hồng nó là tôm, hàng tôm, hàng tôm hôm nay là cúng ông thần tài bộ tôm sên để mua tôm mua nhiều quá. Đó là chỗ bán tôm đó cả nhà ơi. Cái tôm luộc sẵn nữa nè. Chà chà, có mua bộ tâm sơn có sẵn hết trơn rồi. Ngày này có làm bộ tâm sơn luôn hả? Bộ tâm sơn nè, có thịt luộc nè. Dạ dạ. Dạ. Có tôm sẵn luôn nè. Cái này 50, cái này 40. Còn con tôm 30, con tôm kia 35, phải không? Còn, tới còn dịch 5 ngàn. Đó, quá dễ. Quá dễ, quá dễ, có sẵn gì khỏi người. Sẵn luôn. Ở rau cải. Dạ, dạ, dạ. Giờ này thì đông người đi luôn rồi nè. Ôi vui quá cả nhà ơi, chỗ này cá lóc nữa nè. Cá lóc nướng đây nữa nè. Ôi trời, hôm nay là hàng tôm bán đắt quá. Thôi. Ồ, bây giờ tôm với lại cá này quá chừng luôn rồi. Ngay đây là chỗ này nghe mùi cá lóc nướng. Sơ nè. Đó đâu có phiên kia cả nhà xem là mua thịt heo với lại cá nướng.
Hôm nay trời vui quá. Nước sôi đây. Mà mỏng bưng nước sôi thiệt chứ. Bún bò Huế đây. Chỗ này cái sạp trái cây này bán đắt quá luôn. Ba bộ 200 chị ơi. Cơm 25 nghìn. Xe đi chị ơi. 1 bộ chị ơi, quẹo lụa chị ơi. Quýt ngon. Chỗ này trái cây bán đắt quá. Chỗ này là bán bánh tét, bánh ú, các loại bánh ngọt, bánh mặn đều có nè. Rau câu, ô nhìn thấy thèm quá ha. Giờ này còn sớm, chút xíu nữa thì mọi người đi chợ, chỗ này còn đông hơn nữa. Gà tươi ngon luôn, nước sôi luôn. Ôi gà vịt hồi sáng này sáng sớm bán nhiều quá luôn ha. Phát chi cứ luôn. Ui quá, sáng ra hàng quá, sáng này rồi. Chuối, đu đủ, mít, ôi xưa quá trời luôn rồi. Mọi người ơi xem nè, vui quá. Hàng thịt nè. Sáu chục nửa ký tôm luôn. Đây là 15. 15 ngàn lạng, đây 12. Rồi đã chết rồi. Ôi chào, đu đủ trái nhỏ xíu vậy. Dễ thương ha. Mà trái cái màu nó đẹp quá. Chuối cam. Ê, đòi ha cúng cho ông thần tài nè. Mấy trái nặng đại ha. Vàng với lại đồ đốt. Tiền đô nữa. Mười quá, 12, 13 ngàn lắm.
Thôi con thỏ hôm nay là bán nhiều lắm rồi nè. Dạ dạ. Dạ, cái bọc này là 20.000. Ai cũng ôm bông hoa hôm nay về cúng thôi. Ồ trời ơi, cả nhà xem cái sạp trái cây này, cái sạp rau này nè. Cả 10 ngàn luôn, hồi rau ngon quá chừng luôn rồi nè. Rau ngon quá nè, cải, rau muống, thôi đủ thứ. Dạ, dạ. Con cá, đây chỗ này hơn. Có 3 ngàn. Mực với lại cá biển. Ở chợ bên ngoài giờ này đông vui quá hả nè. Cái lốc nướng đâu còn của em thì lấy không? Con bự 70, con nhỏ 50. Sản xuất thương mại Bạch Lan xin kính chào quý khách. Công ty chuyên sản xuất nước giặt nước xả. Đây đây con chỗ bán cá lóc. Chỗ này bán cá to to không à. 60 con con. Đẻ mèo 60.000. Quay cá thôi đúng rồi. 60.000 con. Đã chưa? Cá to to bự bự không ha. Chỗ đây thì hơi bị khói ha, do nướng cá. Wow, đây đây đây, chỗ bán cá nữa nè. Hãy
Nhộn nhịp quá chừng luôn hả? Hàng rau cải nữa cả nhà xem. Quá chừng ngon rồi. Mấy rau này hôm nay là mua về ăn với cá lóc hả? Hôm nay mấy rau rồi bán đắt quá trời luôn hả? Xoài 30.000 đồng ký. Cái này quả lọc. Quả lọc ba. Quả lọc 30 cũng rẻ. Hàng rau hôm nay là bán chạy quá chừng luôn rồi nè. Dạ. Thịt cá cho nên nhiều quá luôn rồi nè. Đây cả nhà ơi, đây có con đường này đi vào bên trong nhà làm chợ nè. Xấu quá cả đường nó quay hả? Đẹp mà, thấy chị đẹp. Chút nữa chợ mới đông lên hả chị? Dạ dạ. Dạ, hôm nay ngày vía mà. Cá cá lóc. Dạ. Dạ không có chị, em làm vlog chứ gì. Có chảo thường thường thôi. Cá này con bự quá trời luôn hả? Dạ có. Dạ. Em có mới vừa bay nãy rồi. Thịt tươi ngon luôn hả? Rồi quay phim luôn cái bà bán thịt đưa lên mạng luôn. Cái bà bán cá nữa nè. Rồi 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 sáng ở đây có cá nữa đây. Nói vậy người ta quay thì ta đang là công chuyện. Đây, sản phẩm tiếp theo. Ở đây bên đây có chỗ đứng cá lóc nữa nè. Sáng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị cùng các bạn trong những video tiếp theo nha.